Dạ. 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 Con kinh đại sư là lễ sư nhà. Dạ. Dạ. Con kinh đại đại sư. Dạ. Con kinh đại sư. À, chúng ta cho bắt đầu buổi học. Ngày hôm nay thì chúng ta ôn lại hai cái phần đã học, đó là cái phần nhân duyên và cảnh duyên, và các cái phần duyên sau đó thì về cách trình bày chúng ta chính tính chi pháp đó thì cũng gần giống như hai cái duyên này. Và cái buổi học này thì sau cái buổi học này chúng ta sẽ nghỉ bài tuần 3 rằm tháng 9, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Vì trong các cái ngày cuối năm, đặc biệt học viên có lẽ cũng bận rộn nhiều cái công việc, và bản thân của con hay trí tình thì cũng có nhiều việc đó. Thì nhắc lại đó là trước hết là cái duyên hệ chúng ta đang học là cái phần mở rộng của duyên sinh. Ở trong duyên sinh thì ở trong duyên sinh Đức Phật này dạy rằng do cái này có mà cái kia có, do cái này diệt mà cái kia diệt, đó là do vô minh mà có hành, do hành mà có thức. Rồi ở trong duyên hệ thì chúng ta học thêm rằng là do vô minh mà có hành đó. Như vậy đó là vô minh là duyên, do hành bằng cách như thế nào thì đó là duyên hệ. Có khi vô minh duyên cho hành là bằng nhân duyên, có khi vô minh duyên cho hành là bằng thường cận nghi duyên, tức là một cái duyên chúng ta sẽ học sau này vân vân. Thì tóm tắt lại là do cái này có và cái kia có, thì tùy thuộc vào cái nhân mà cái duyên tác động cho một cái pháp khác sanh lên đó, thì chúng ta gọi là duyên sinh. Và tác động cái pháp đó sanh lên như bằng cách như thế nào đó, đó là duyên hệ. Ở trong duyên hệ này chúng ta đã học cái hai phần, đó là nhân duyên và cảnh duyên. Thì ở trong duyên hệ đó, các vị lưu ý về cái giống của các cái duyên. Có tất cả là 9 giống. Nhưng mà ở trong lớp đó thì cứ mỗi cái duyên mà nó thuộc về cái giống nào đó thì chúng ta học cái đặc tính của cái giống đó. Để sau khi mà chúng ta học đủ 9 giống rồi đó thì các vị dễ nhớ hơn. Do vậy mà chúng tôi không có kể chính giống riêng, mà chúng ta sẽ học cái ý nghĩa của cái giống hay là cái đặc tính của cái duyên đó theo từng cái duyên mình học. Đầu tiên thì trong nhân duyên thuộc về cái giống câu sinh, tức là cái cách trợ tạo giữa năng duyên và sở duyên phải bằng cách là đồng sinh. Rồi cái duyên thứ hai chúng ta học là cảnh duyên, nó thuộc về cái giống cảnh, tức là cái pháp năng trợ cho cái pháp sở đó, bằng cách đó làm đối tượng hay làm cảnh cho cái pháp sở. Còn chúng ta còn 7 cái đặc tính còn lại của các duyên. Và trong hai cái phần mà tôi trình bày với các vị đó là nhân duyên và cảnh duyên đó, cũng như là các cái phần duyên còn lại đó, thì chúng ta chỉ mới có học đầu tiên đó là chúng ta học về cái ý nghĩa của duyên, rồi đến cái chi pháp tổng quát của năng duyên và sở duyên. Sau đó đó thì chúng ta học về cái duyên theo các cái được chia theo tam đề thiện. Rồi chúng ta có một vài cái ví dụ về những cái trường hợp của duyên đó trong duyên sinh. Chẳng hạn giống như là chúng ta học về nhân duyên đó, thì các vị tự tìm ra là ở trong cái nhân duyên đó nó nằm ở cái mấu chốt nào trong 12 cái duyên sinh.
chẳng hạn giống như là vô minh duyên hành, thì chúng ta xét xem là trong vô minh duyên hành đó có cái trong trường hợp nào có nhân duyên, rồi sau đó là hành duyên thức, thì trong hành duyên thức nó có nhân duyên hay không. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xem xét đến cái trường hợp của cảnh duyên. Và trong cái duyên này đó, nó còn hai cái phần nữa, đó là cái phần duyên hiệp lực và cái duyên tấu hợp. Nhưng mà ở trong cái phần trình bày của tôi đó, thì cái duyên hiệp lực và cái duyên tấu hợp này đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại khi mà chúng ta học cái phần khái quát trước. Thì trong hai cái phần mà các vị học đó, thì và chúng ta cũng, thật ra chúng ta cũng có dễ nhớ như thế này, là cứ mỗi cái phần duyên đó, đầu tiên đó là chúng ta nắm cái chi pháp tổng quát của cái duyên đó, rồi sau đó thì tùy theo cái khía cạnh được phân theo tam đề thiện mà chúng ta lần lượt lấy chi pháp ra. Chúng ta có trong cái phần cảnh duyên đang học đó, thì chúng ta có cái năng duyên tổng quát và sở duyên tổng quát. Từ trong cái ý nghĩa gọi là cảnh duyên, tức là cái duyên trợ tạo bằng cách là năng làm đối tượng hay làm cảnh cho sở duyên, thì chúng ta có là do vì tất cả cái pháp á, đều là đối tượng cho tâm biết, không có trừ pháp nào hết, kể cả niết bàn. Do đó mà một cái chi pháp tổng quát á, cái gì có thể làm đối tượng cho tâm biết, làm cảnh cho tâm, thì cái đó chúng ta được kể hết. Rồi thứ hai là vì sở duyên á, là cái đối tượng nhận biết cái cảnh. Do đó mà chúng ta chỉ có lấy cái chi pháp của sở duyên là tâm pháp thôi, bởi vì tâm pháp mới có khả năng nhận biết cảnh, còn sắc pháp hay niết bàn là không có khả năng nhận biết cảnh. Như vậy thì từ cái chi pháp, từ cái ý nghĩa tổng quát đó, thì chúng ta có cái chi pháp tổng quát. Rồi từ cái chi pháp tổng quát đó thì lần lượt đó là chúng ta sẽ lấy những cái chi pháp nào mà thuộc thiện hay là thuộc bất thiện hay thuộc vô ký. Chẳng hạn giống như là thiện trợ cho thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thì trong tất cả các pháp đó, thì chúng ta cứ lấy hết cái tâm thiện ra, rồi trợ cho thiện bằng cảnh duyên đó, thì sở duyên đó, chúng ta cũng lấy hết cái tâm thiện. Thì trong khi mà chúng ta lấy cái chi pháp từ cái chi pháp tổng quát đó, thì chúng ta chỉ chọn cái phần thiện cho năng duyên và sở duyên, thì sau đó, đó chúng ta lần lượt đó là chúng ta loại trừ những cái thiện nào mà không có cái thể, không có thể làm điều kiện để cho cái làm cái cảnh cho cái tâm thiện khác. Ví dụ giống như là các cái tâm giống như là các cái tâm tứ đạo, bởi vì cái tâm tứ đạo là cái tâm thiện, nhưng mà khi mà cái tâm tứ đạo sanh khởi rồi đó, thì từ đó về sau đó, thì đó là vị A La Hán này không còn cái điều kiện, cái cơ hội sử dụng lại cái tâm thiện nữa. Mà ngoài vị A La Hán ra thì không ai có thể biết được cái tâm tứ đạo hết, kể cả vị Thánh Tam Quả cũng vậy. Do đó chúng ta còn trừ các cái tâm tứ đạo là lý do đó. Như vậy thì theo cái cách này, chúng ta lần lượt có các cái tính các cái duyên còn lại, như là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, hay là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Đó là những cái chi pháp mà chúng ta học mà được Đức Phật này công thức hóa cho mình. Còn mà ở trong cái đời sống tu tập đó, thì một người tu hiểu rằng là cái tâm của chúng ta đó là nhận biết bao mọi cảnh, tất cả những cái cảnh xung quanh, trong đó có những cái cảnh thiện, có cảnh bất thiện, có những cảnh không thiện, không bất thiện, gọi là cái cảnh vô ký. Thì chúng ta thấy rằng là từ cái đối tượng mà nhận biết ở bên ngoài đó, cái tâm của chúng ta nó có tiếp nhận nó cũng bằng nhiều cách khác nhau. Không phải trong trường hợp nào
là chúng ta gặp cái cảnh thiện, cái tâm chúng ta cũng điều thiện hết. Có những khi chúng ta gặp cảnh thiện mà chúng ta vẫn có cái tâm bất thiện, bởi vậy mà trong cái diệu pháp phần duyên này chúng ta mới học rằng là cái cảnh thiện nó vẫn trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Đấy, ví dụ giống như là một người, kể cả một người tu tập ở cái mức độ chứng được các cái thiền chứng, rồi vị này nhớ lại, sau đó vị này nhớ lại thiền chứng mà mình đã đạt, thì vị này khởi lên cái tâm ngã mạn chẳng hạn vậy, thì khi đó cái thiền này vốn là thiện đó đã trở thành cái đối tượng làm cái cảnh duyên cho cái tâm bất thiện. Tương tự các cái thiện pháp khác, giống như là chúng ta tự mãn về một cái thiện pháp nào mình đã có, như là mình nghĩ về thế giới của mình trong sạch vân vân, mình nghĩ rằng là mình có một cái trí tuệ như vậy vân vân, thì những điều đó đó là nó cũng có thể trở thành cái cảnh cho cái bất thiện. Chẳng hạn giống như là trong cái bài kinh ví dụ loại cây mà Đức Phật này kể ra các cái cạm bẫy của người tu tập, thì những cái cạm bẫy mà Đức Phật này đưa ra đó về cái những cái giai đoạn đó đều là những cái giai đoạn thành tựu của những người tu tập khác. Tức là một người đầu tiên đó là vì cái lòng tin, vì cái lòng tin đối với Tam Bảo mà đi xuất gia, rồi sau đó vị đó thành tựu giới, rồi tiếp đến là vị đó thành tựu định, thành tựu tri kiến, chứng các cái loại thần thông. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái giai đoạn thành tựu đó đều là những cái thiện pháp hết. Nhưng mà đối với một người tu thì nếu mà không khéo đó, thì những cái thiện pháp đó nó vẫn có thể trở thành cái chướng ngại cho cái việc tu chứng. Hay nói cách khác là những cái thành tựu thiện pháp đó vẫn có thể làm cái đối tượng làm cảnh cho cái bất thiện sanh. Do vậy mà chúng ta học về phần duyên này thì chúng ta cũng không có ngạc nhiên rằng là tại sao mà trong cái trường hợp mà những cái tâm thiện như vậy mà vẫn là cái đối tượng cho cái tâm bất thiện. Bởi vì cái tâm bất thiện của chúng ta đó là nó vốn là một cái thói quen phiền não từ vô lượng kiếp, nó trực chờ trong bất cứ một cái trường hợp nào có thể sanh được thì nó sanh thôi. Nó giống như là một cái cơ thể bệnh hoạn, thì chúng ta ăn cái gì vào thì nó có thể trở thành bệnh hết, chứ không có thể nào mà chúng ta biết chắc chắn rằng là những cái món ăn đó hoàn toàn là vô hại, nó không có cái đó. Thì cái tâm phạm vô của chúng ta cũng vậy, hễ mà nó còn đã là tiền não rồi thì cái đối tượng nào cũng có thể làm duyên cho cái tiền não nó sanh khởi hết. Đó là một cái cách mà đó là cái phần còn lại của một người tu học, nhất là những người học phi diệu pháp, để mà chúng ta áp dụng khi mà chúng ta hiểu tạng kinh, hay là chúng ta áp dụng để mà cho các việc tu tập. Còn ở trong cái lớp học trong sách vở thì chúng ta học về những cái công thức. Thì buổi học ngày hôm nay tôi dành một thời gian lại để cho các vị nào chúng ta có cái câu hỏi. Và một điều phải nói, tôi rất hoan hỉ rằng là trong số các vị học viên ở đây có những vị gửi câu hỏi cho tôi đó. Qua cái câu hỏi đó tôi thấy rằng là các vị đã nắm được bài vở. Và nếu mà vị nào mà chúng ta học được cái phần duyên sinh và duyên hệ này đó, thì tôi tin rằng là các vị đó hoàn toàn có cái khả năng để chúng ta đi một cái đoạn đường rất là dài trong cái việc tìm hiểu về cái diệu pháp này. Trong các cái phần đại cương các vị học đó, thì chúng ta thấy rằng là học các cái phần sau đó, thì chúng ta sẽ lặp lại các cái phần đại cương đó, giống như là chúng ta học về bậc ngôn cảnh sự vân vân. Thì ở trong cái phần duyên này thì chúng ta cũng được học về những cái bậc ngôn cảnh sự,
đặc biệt cũng như là cái phần trong cái phần cảnh duyên này thì vị nào nắm được cái vấn đề, cái phần mà chúng ta học là tâm có thể biết bao nhiêu, biết được bao nhiêu cảnh, cảnh có thể bao nhiêu tâm biết đó, thì chúng ta nắm được phần đó thì chúng ta cũng dễ dàng nắm được cái phần phần cảnh duyên. Còn trong trường hợp mà các vị học viên nào đã lớn tuổi hay chúng ta không có cái thời gian nhiều thì chúng ta học trong cái một cái ý nghĩa tổng quát, chẳng hạn giống như là chúng ta học về duyên sinh thì chúng ta hiểu tổng quát rằng là vạn pháp á, là do duyên sinh là hiện mà hiện hữu, do sở dĩ mà cái này có đó là do cái duyên chứ không phải là tự nhiên mà có, và mỗi duyên như vậy đó nó sẽ bằng nhiều cách mà nó trợ sanh, chúng ta gọi là duyên hệ. Nó giống như là ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta nói rằng là chúng ta thành đạt, những gì mà mình thành đạt ngày hôm nay đó là do một người nào đó giúp mình, một người ân nhân nào đó giúp mình. Tuy vậy đó, thì chúng ta học về duyên hệ đó thì chúng ta sẽ học thêm rõ hơn là người đó giúp mà giúp bằng cách nào. Dạ, ví dụ giống như là các vị Phật tử đến chùa, các vị nói rằng là các vị rất cảm kích một người bạn, bởi vì nhờ họ mà các vị biết đạo. Nhưng mà người bạn của các vị đó giúp cho các vị biết đạo bằng cách nào đó, thì đó chúng ta học một duyên hệ. Chẳng hạn giống như là người bạn đó về nhà giải thích những cái thắc mắc của các vị về giáo lý, hay là người bạn đó khuyến khích là các vị đến chùa gặp các sư, hay là người bạn đó là đề nghị các vị đọc số cái bộ kinh nào đó cho người mới bắt đầu vào đạo Phật. Như vậy ta nói rằng là nhờ người bạn mà chúng ta biết đạo, đó là chúng ta nói theo cách của duyên sinh. Và nhưng mà người bạn đó giúp cho các bạn biết đạo bằng cách nào đó, đó là chúng ta học theo cách của duyên hệ. Thì các vị Phật tử nào mà chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta học ví dụ pháp hay là học kinh, là chúng ta học theo cái ý nghĩa tổng quát. Ví dụ như là các vị không có nhớ nắm được hết các cái chi pháp, ví dụ như về các cái con số là 12, 27 hay là 37, 38, những cái con số đó tính không được. Nhưng mà chúng ta biết một cách tổng quát rằng là trong các cái pháp mà là năng, trong cái sự tương tác giữa năng duyên và sở duyên á, thì trong đó nó có nhiều cái phương diện khác nhau. Thì chẳng hạn giống như là chúng ta không có tính chi ly được, thì chúng ta trong cảnh duyên này chúng ta hiểu khái quát rằng là cái năng duyên này trợ sanh cho sở duyên bằng cách là làm đối tượng. Và trong đó thì có thể là nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, trong đó thiện, bất thiện và vô ký, chúng ta hiểu khái quát như vậy thì nó cũng là một cái cách suy quán về các cái pháp. Chúng ta học về cái chi pháp nó chia lên như vậy đó, mà chúng tôi có ví dụ như thế này, giống như là khi mà hồi nhỏ mình học cái thầy cô dạy mình học đánh chữ đáp vần á, mình học từng cái mẫu tự một. Nhưng mà khi mà mình đã tập quen rồi đó, thì mình nhìn đầu chữ đó, mình đọc cả chữ thôi, chứ mình không cần phải nha, mình không cần phải đọc từng cái, mình không cần phải đáp vần từ cái, không cần phải đánh vần. Dạ. Thì tôi không có nói bản thân tôi, mà tôi nói rằng nói ra những cái trường hợp mà của những vị mà tinh thông Phật pháp và các vị tu thiền đó, thì nó cũng giống như là cái cách mình đọc chữ như vậy. Và chẳng hạn giống như là các vị đã đọc những cái mẫu đề tất cả các pháp thiện, thì tự nhiên các vị nó hiểu rằng là các cái pháp thiện đó nó như thế nào, chứ các vị đó không cần phải hiểu rằng là trong đó nó gồm có cái tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ, rồi từng cái tâm một, cộng gồm các cái sở hữu một. Chỉ có nói cái tâm, cái tất cả các pháp thiện là các vị đã hiểu rồi, hay là gọi là vô minh duyên hành, thì trong cái vô minh duyên hành đó là các vị đã có thể đã thấy ra cái tính vô ngã trong cái vô minh duyên hành.
chứ không phải là chúng ta lúc đó chúng ta hồi tưởng lại là vô minh duyên thành thì vô minh là gì, rồi hành thì là bao gồm những cái pháp nào, rồi từng cái chi pháp một. Thì ở đây chúng ta sẽ mượn cái ví dụ mà cái cách mà mình đọc chữ như thế nào, thì khi mà chúng ta tụng kinh thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là một người đọc chữ quen thì chúng ta nhìn vào chữ thì chúng ta nhận biết cả cái chữ đó, chứ không phải là chúng ta phải đánh bằng từng cái mẫu từ một. Thì chúng ta học Phật pháp làm sao mà chúng ta học, chúng ta chỉ đọc về cái matika, đọc những cái mẫu đề thì chúng ta đã trong cái tâm tưởng của mình là đã nắm rõ toàn bộ các cái pháp đó. Rồi các vị có câu có dừng lại giây lát để cho các vị nào có câu hỏi. Con kính bạch sư ạ. Dạ. Con kính bạch sư. Dạ, sư dạy con về cái phần cảnh duyên ạ, trong cái phần mục 7 ạ. Thì về tất cả các phần khác thì con cũng gọi là có thể hiểu phần được. Phần thứ 7 của cái bài vừa rồi ạ, mục thứ 7 cảnh duyên. Cái phần vô ký, trợ cho vô ký bằng cảnh duyên ạ. Dạ, phần thứ 7. Trong cái phần chi pháp của sở duyên là có cái phần mà lấy các cái tâm, lấy các cái chi pháp nào thì chỉ có cái phần chi pháp là lấy tâm tố, thức vô biên xứ và phi phi tưởng xứ. Thì cái chỗ ấy sư giải thích con chưa được rõ lắm, bởi vì là trong cái phần đấy, có một cái câu sư nói rằng là trong 40 cho cái đoạn nào trong 40 đề mục thiền hiệp thế thì lấy cái thiện làm cảnh ấy, thì có những đề mục không dẫn đến chứng thiền thì hiểu, con hiểu rồi. Thứ hai là chỉ có hai đề mục lấy thiện làm cảnh là thức vô biên xứ và phi phi tưởng xứ, thì đấy con cũng hiểu. Nhưng mà tại sao thì cái khi mà cái tâm tố của thức vô biên xứ và tâm tố của phi phi tưởng xứ ấy thì nó lại là lấy vô ký làm cảnh ạ? Cái đó thì con chưa hiểu lắm ạ. Con xin lấy vô ký cảnh tức là lấy hai cái tâm trước. Cái tâm thức vô biên xứ là lấy cái tâm không vô biên xứ làm cảnh. Cái tâm tố. Dạ đúng. Tại vì khi đó trong trường hợp của một vị đại chứng A La Hán rồi đó, thì toàn bộ các cái tâm đó thì là cái tâm tố thay vì đó là cái tâm thiện. Và đối với một người phàm hay thánh hữu học á thì khi này nó sẽ là cái tâm thiện trợ cho thiện, nhưng mà đối với vị A-la-hán đó, thì khi đó tốt trợ cho tốt, cho nên nó nằm ở trong cái trường hợp là vô ký trợ cho vô ký bằng cảnh duyên con. Dạ, vậy con hiểu rồi. Thế còn cái tâm dạ, cái tâm vô biên xứ, không vô biên xứ và vô sở hữu xứ thì tâm tối thì lấy cái cảnh nào? Dạ. Còn cái tâm hai cái tâm tố là hai cái đó lấy cảnh chế định con. Cảnh chế định. Dạ. Yeah. Và vậy chứ. Thế nhưng mà tại sao trong cái, thì bây giờ thì con hiểu rồi ạ. Hôm qua con suy nghĩ lại cũng nghĩ như thế, nhưng hôm nay con muốn hỏi lại. Nhưng mà trong cái phần giải thích ở cái bài giảng lần trước ấy, con cũng nghe lại rất là nhiều lần mà còn mấy câu này con chưa hiểu lắm, tức là chỉ có hai đề mục lấy thiện làm cảnh là thức vô biên xứ và phi phi tưởng xứ đó. Thì dạ không phải, dạ không phải chỉ có hai, dạ không phải chỉ có hai đề mục lấy thiện làm cảnh, nhưng mà do vì các cái đề mục khác á là cũng lấy thiện làm cảnh, nhưng mà những cái đề mục đó không có dẫn đến thiện chứng, cho nên trong cái thiền á thì không có kể. Ví dụ giống như là những cái đề mục mà phần lớn các cái đề mục gọi là các cái đề mục anusati, các cái đề mục hàng niệm đó thì là thiện, nhưng mà những cái đề mục hàng niệm đó là không có dẫn đến thiền chứng, ngoại trừ một cái đề mục gọi là đề mục hơi thở thôi, còn ngoài ra tất cả chín đề mục còn lại thì không có đề mục nào chứng thiền được hết. Cho nên là trong các cái tâm mà cái tâm sắc giới đó thì không có lấy những cái đề mục đó,
Nhưng mà riêng mà đối với cái tâm vô sắc giới đó thì nó chỉ có hai trường hợp, đó là các cái thần thiền thứ hai và thứ tư, do vì lấy cái đối tượng là thiền thứ nhất và thiền thứ ba cho nên nó có những cái trường hợp mà chúng ta kể riêng hai cái tâm đó. Dạ, cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ, chúng ta kính lễ thầy. Con xin phép con thưa thầy một câu. Dạ, dạ, mời cô. Dạ, chúng con kính, con xin phép lãnh đại thầy. Chúng con có câu hỏi ở trong cái cõi vô sắc giới, cái tâm tổ thức vô biên sự, bắt cái tâm nào động cảnh có thể bắt cái tâm mà tâm tổ không vô, không vô biên sự động cảnh, hay là bắt cái tâm tổ, hay là bắt cái tâm không vô biên sự hay động cảnh, mà trong khi đó cái thức vô biên sự, cái tâm tục sinh lại là thức vô biên sự, tức là cái tâm tổ thức vô biên sự bắt cái tâm nào động cảnh được cái mặt này. Dạ, quan giả thức vô biên xứ thì là lấy cái thức làm cảnh, và cái thức ở đây nó là không, cái thức ở đây được kể như là một cái nó giống như là một cái pháp chế định, bởi vì vị này thấy rằng là, xin lỗi cô, cái đầu tiên là các vị hiểu như thế này, từ một cái nền tảng tất cả các cái đề mục á, dựa vào, phải dựa vào sắc mà cái tâm được định, và khi mà vị hành giả đạt đến một cái trình độ của một cái tâm định kiên cố, tức là trình độ ngũ thiền của sắc giới, và vị này thấy rằng là cái tâm định này nó còn vẫn còn bị hạn chế bởi cái điều kiện vật chất, đó là sắc pháp, cho nên vị này là để cho cái tâm của mình nó được vững chãi hơn, không phải dựa dẫm vào các cái điều kiện bên ngoài, cho nên vị này mới tiến tu xa hơn, đó là cái đề mục gọi là vô sắc, tức là vô sắc. Thì ở đây nó hơi dài dòng, sau này có lẽ chúng ta sẽ có cái phần nó ôn tập riêng cho cái dịp khác. Dạ chưa. Dạ. Dạ. Cô đọc lại cái ý của cô ạ. Dạ cho cái câu hỏi của con là cái tâm tổ thức vô biên sự bắt cái tâm nào đọc cảnh. Dạ, thức vô biên sự thì lấy cái không vô biên sự đọc cảnh con. Dạ, những cái tâm tố cái gì đó, cái gì là tâm tố của vị đó, lấy cái tâm tố của có hai trường hợp ở đây, nó có hai trường hợp, tức là nếu một vị đó mà chứng không vô biên xứ khi mà còn phàm phu và thánh hữu học, rồi sau đó vị đó chứng A La Hán xong, rồi vì đó mới tiếp tục cái phần còn lại của cái thiền vô sắc, thì khi đó cái tâm tố của vị này, cái tố thức vô biên xứ á, lấy cái tâm thiện không vô biên xứ mà vị đó chứng trước kia làm cảnh. Trong trường hợp thứ hai là vị này sau khi chứng A La Hán rồi thì vị này mới chứng cái thiền vô sắc, thì khi đó cái tâm thức vô biên xứ này lấy cái tâm tố không vô biên xứ. Các vị nghe kịp không? Dạ, chưa có nghe. Dạ. Như vậy rồi, dạ. Dạ. Còn cái này tôi hồi nãy tôi nói thêm để cho các vị dễ có hình dung về cái thiền sắc và vô sắc đó, là khi mà vị hành giả thấy rằng là cái tâm định ở cái tầng thiền vô, cái tầng thiền sắc giới đó, nó cầu vẫn còn bị hạn chế bởi cái điều kiện tùy thuộc vào cái đề mục mà mình tu tập. Mà những cái đề mục tu tập đó là những cái đề mục sắc pháp. Được ví dụ giống như là các nhà khoa học thấy rằng là khi mà chúng ta dùng cái phương tiện di chuyển á, mà nếu cái phương tiện đó
mà chúng ta phải phải lăn ở trên cái mặt đường, mặt nhựa đó, thì cái sức ma sát quá lớn, cho nên chúng ta không có thể di chuyển chuyển với tốc độ cao được. Giống như xe mà các vị dùng đó, thì chúng ta dùng khoảng khoảng vài trăm, khoảng một hai ba trăm mai là nó quá nhiều rồi, không có thể mà chúng ta không có thể cái tốc độ quá cao được, bởi vì nó bị hạn chế rất là nhiều thứ, mà trong đó cái phần lực, cái lớn nhất đó, nó chính là cái lực ma sát. Do vậy đó là chúng ta phải có những cái phương tiện nào đó, mà cái phương tiện nào đó nó phải, nó không có dựa vào, nó không bị, nó hạn chế tối đa cái lực ma sát đó. Chẳng hạn giống như là máy bay, hay ngày hôm nay chúng ta có những cái phương tiện là xe lửa, tàu cầu, xe lửa mà họ dùng cái lớp điện từ. Thì cái thiền vô sắc á, là cái khả năng, cái tâm định của vị hành giả là làm sao mình vẫn giữ được cái tâm định trên một cái đối tượng, mà cái đối tượng này nó không tùy thuộc vào sắc pháp. Và cái đối tượng đầu tiên đó, vị đó muốn thấy rằng là dù cho cái sắc nào đó, dù cho đất, nước hay lửa vân vân, nó cũng bị hạn chế, chỉ có cái hư không và vô tận thôi. Và trên cái nền tảng đó, vị đó tu tập cái thiền vô sắc. Tức là dù ở trên trong cái vũ trụ này cái gì mà có to lớn chăng nữa thì nó cũng nằm ở trong, cũng nằm ở trong hư không đó. Như vậy cái đối tượng to lớn hơn cái thiền sắc giới nó chính là hư không. Rồi khi mà vị đó đạt được cái tâm định đó rồi, nó vị đó thấy rằng là dù cho hư không nó có vô lượng như thế nào đi nữa đó, thì nó cũng do tâm biết. Như vậy cái tâm nó còn hơn hư không, cho nên vị đó nó lấy cái nền tảng của cái không vô biên xứ đó. Thì các vị này thấy rằng là cái tâm mà biết được cái hư không đó, cái tâm đó mới gọi là cái tâm nó là vô lượng, cho nên vị đó lấy cái vô sở hư xứ. Dạ, vị đó mới lấy cái tầng thiền thứ nhất, chính cái tầng thiền, chính cái tâm mà chính cái tầng thiền thứ nhất đó đó, vị đó làm cái đối tượng tu tập, cho nên nó mới có cái trường hợp là trong bốn cái vô sắc mà cái thứ hai và cái thứ bốn nó mới có kệ được trong cái thiện hay là trong cái vô khí, là lý do nó hơi phức tạp một chút. Dạ, tôi có nghĩa một cái này thì bạch thầy, mình xin phép thầy cho con chưa hỏi một câu nữa. Dạ. Ở trong cái cảnh duyên trị kỳ cái năng duyên nó là 128 cầu gì, 28 sắc pháp như vậy, 28 sắc pháp nên đâu phải sai hết đấy bạch thầy. Dạ. Cái 28 sắc pháp đâu phải sai hết. Dạ, 28 sắc pháp được kể hết chứ cô. Dạ, nhưng mà tùy cái trường hợp khi đọc và khi nào mà 28 sắc pháp sẽ hết. Dạ, tất nhiên rồi, đâu có. Dạ, chỉ tùy trường hợp thôi. Dạ. Con hỏi không ạ? Dạ, con kính bạch sư ạ. Dạ. Dạ mời con. Con hỏi thêm tí ạ. Dạ được. Con sư là như vừa rồi sư giải thích cho đạo hữu thì con về cái vẫn là cái vấn đề hai tâm tố thức vô biên xứ và phi vi tưởng xứ thì con hiểu như này có đúng không ạ? Tức là trong cái trường hợp mà vô ký trợ cho vô ký mà sư kể ở cái chi pháp của cảnh của sở duyên ở đây thì mình phải hiểu tức là cái trường hợp thứ hai đúng không ạ? Tức là khi vị ấy đã chứng vô a la hán rồi các vị mới tu thiền vô sắc, còn trường hợp một thì nó lại thuộc trường hợp thứ hai thứ tám, tức là vô ký chọn cho thiện đúng không ạ? Dạ, cái cô nói cái trường hợp thứ sao cô? Trường hợp thứ hai là hai cái ví dụ mà sư vừa mới giải thích cho đạo hữu vừa rồi á, thì nó có sư bảo phân biệt ra hai trường hợp, thì con hiểu là cái trường hợp thứ hai thì nó mới tương ứng với cái trường hợp là vô ký trợ cho vô ký, thì cái trường hợp thứ nhất thì nó là phải tương ứng với trường hợp là vô ký trợ cho thiện đúng không ạ, bằng cảnh duyên thiện trợ cho vô ký, trường hợp đầu là thiện trợ cho vô ký. Tức là vị đó nói
bị đối chứng cái thiền không vô biên xứ đó, khi đó bị nó còn thiện. Vâng. Dạ. Trường hợp thứ nhất là vô khí trợ, à trường hợp thứ hai là vô khí trợ cho vô khí, còn trường hợp thứ hai thứ nhất thì là thiện trợ cho vô khí, đúng không ạ? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Dạ. Các vị còn lại mà nếu mà chúng ta không có câu hỏi đó thì ta mặc nhiên sẽ là chúng ta hiểu bài hết rồi. Rồi chúng ta nghỉ cái lớp này vài tuần. Ba làm tháng gì? Dạ. Từ cái sự kiện tình thì cũng cái công việc chùa thì nó cũng cũng khá. Dạ. Rồi ở Việt Nam thì cũng gần Tết, thì Phật tử cũng bận rộn công việc mà. Có nghĩ các chị bên Mỹ thì chắc cũng là Tết Việt Nam, chúng ta cũng có những công việc chuẩn bị gì nào đó. Dạ. Thôi chúc các vị có một mùa Tết vui. Dạ. Chúng ta cảm kính cảm ơn sư ạ. Dạ, chúng dạ. Con tri ân sư. Chúc sư và sư Di Định sức khỏe. Dạ, dạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính chúc sư và sư Chí Định sức khỏe ạ. Dạ. 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 Dạ, rồi hẹn các vị năm sau. Dạ. 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 Năm sau dạ. 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 Hy vọng là hết dịch sư ơi. Dạ, dạ, dạ. Mình có quyền hy vọng. Có quyền hy vọng. Dạ. Bởi vì người ta nói là không ai đánh thuế giấc mơ của mình đâu. Dạ đúng. Dạ rồi, xin tất cả chúng ta chắp tay hồi hướng công đức. Dạ. Idang no nyati nang ho tu sukhita hon tu nyata yo. Idang me punyang nipana sapai cha yo ho tu.